hay là nhờ oai thần của như lai gia bị trời đấy thích nương oai thần của phật biết được ý nghĩ của ananda nên bạch thừa đại đức chẳng phải biện luật tài của tôi mà nhờ oai thần của như lai gia bị bấy giờ phật bảo ananda Đúng như vậy, đúng như vậy, hôm nay trời đế thích nước oai thần của Phật nên có thể nói như thế. Khánh Nhì nên biết, nếu lúc Bồ Tát tư duy, tu học bát nhã và làm mật đa sâu xa, thì khi ấy tất cả ác ma ở thế giới tàm thiền đại thiền đều xây tâm nghi ngờ, sợ hãi, nghĩ. Các Bồ Tát này đang ở giai đoạn chứng nết bàn, hay thối lui vào địa vị nhị thừa, hay là thẳng đến quả vị vô thượng tránh đồng bồ đề chuyển vận bánh xe diệu pháp làm cảnh giới của ta trống không.